tổng kết nhưng mình không có từ mới. Mình đi tiệm mua áo mới ta. Nha. Ai mua áo đây? Áo đây, áo đẹp đây, đầm công chúa, đầm ngũ sắc đây. Wow, ai mua được? Nhiều đồ đẹp quá. Trời, bé ơi, con mua đồ gì? Con mua con... đồ này đi. Con mua đồ này phải không? Dạ. Ôi, đồ này rất là đẹp luôn đây nè. Rồi ơi, ngũ sắc luôn. Bây giờ nè nè, con ôm thử nha, mặc thử coi có đẹp không nha. Dạ. Rồi. Wow, con quay một vòng đây nè. Wow, đẹp quá. Bộ này con không thích, con muốn bộ khác. Con muốn bộ nào? Bây giờ con lựa đi. Đây đây đây, màu hồng đi. Màu hồng cũng rất là xinh lung linh của con. Con muốn bộ trái dâu này. Wow, con muốn màu gì? Trái dâu phải không? Con muốn trái dâu. Làm trái dâu đúng không? Dạ. Rồi, con thử nha. 1 2 3. Rồi con quay một vòng đi. Wow, đẹp quá, như một công chúa. Con không thích tầm này. Tầm này dài quá, giờ chơi tốt rồi nó dơ sao. Trời ơi, con không thích là nó dài phải không? Đúng rồi, đúng là nó hơi dài với con. Rồi, để cô chọn bộ khác cho con nha. Cái nào đây, cái nào đây? Bây giờ con chọn màu nào đi, con chọn màu đi. Con muốn màu vàng. Cô thấy màu đỏ con xinh lung linh đấy nè. Con muốn màu vàng phải không? Màu vàng. Dạ. Màu vàng cái này nha. Cái này nha. Nha, yeah, có cái nơ vàng điểm nhấn hay là con muốn cái nơ điểm nhấn ở giữa? Con muốn nơ điểm nhấn ở giữa. Nơ điểm nhấn ở giữa. Rồi, ok. Chúng ta sẽ 1 2 3. Wow. Con cái tầm này không hợp với con ơi. Trời ơi, cô thấy xinh lung linh lắm mà con. Con không thích. Con không thích phải không? Bây giờ cô sẽ chuyển qua đầm đỏ nha. Mà màu đỏ này cho con nha, chịu không? Nhưng mà con muốn đầm đỏ không? Đầm đỏ nào? Này. Đầm đỏ này đúng không? Đầm đỏ này đúng không? Dạ đúng. Rồi cái này phải không? Cái này tại vì có cái hoa là điểm nhấn. Rồi đầm đỏ này nè. Rồi ốm vô nè. Rồi để cô gỡ cái này ra luôn nè, cho con ốm dễ nha. 1 2 3. Ôi, cái màu đỏ này cũng không hợp với con cô ơi. Trời, đẹp quá mà không hợp với con ha. Đâu cô coi nè, trời ơi đẹp tuyệt vời gì mà. Rồi đây 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 đây, không hợp thì con tìm nha. Đây đây đây, màu trắng này được không? Không. Lấp lánh. Ồ, màu trắng không được hả? Cái này con thử rồi, màu hồng, màu hồng con. Rồi hồng đây. Không. Ờ, đỏ. Không. Màu cam. Không. Màu vàng này. Không. Vậy cứ con muốn cái nào? Con muốn cái nào ở đây hả? Con không thích cái nào cái đây đẹp hả? Nhất. Con muốn cái đẹp hơn hả? Dạ. À, cô có luôn. Cô chờ con một chút nha. Đây, áo xinh lung linh của con đây. Wow, đẹp quá. Được thôi. Đây. Wow, quay một vòng đi con. Wow, bộ này đẹp quá cô ơi. Con muốn mua bộ này. Con mua bộ này đúng không? Dạ. Vậy là 1.000 đô. Được rồi. Mua luôn đó. 1.000 đô đây. Ok, cảm ơn con.